Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 5, cái kết nào cho Nguyễn Thị Kim Tiến, Trương Quốc Cường và Nguyễn Thành Long. Tiêu cực của Bộ Y tế của Việt Nam là truyền thống từ đời Bộ trưởng này đến Bộ trưởng khác. Ngay cả ông Vũ Đức Đam là người tạm nắm quyền sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì cũng kịp nhúng chàm trong vụ công ty Việt Á. Mặc dù ông Vũ Đức Đam chưa được nêu tên trong danh sách kỷ luật, nhưng trách nhiệm tiêu cực của ngành y tế Việt Nam thời gian qua không thể không có tên ông Vũ Đức Đam. Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến là thời mà ngành y tế hết tai tiếng này đến tai tiếng khác. Từ tai tiếng vaccine trẻ em đến tai tiếng buôn thuốc ung thư giả, có liên quan đến doanh nghiệp mà em chồng bà Tiến làm giám đốc công ty Việt Nam Pharma. Đáng lẽ ra, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xử lý ngay và luôn để tránh những sai phạm liên hoàn như thế. Đến bây giờ, những sai phạm từ trước đây cho đến hôm nay cũng đang ứ đọng, chưa thể giải quyết hết. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng cần giải quyết dứt điểm để người dân thấy rằng ông có quyết tâm đốt lò thực sự. Và cứ như vậy, các chồng hồ sơ để trong phòng làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng ngày một dày thêm, trong khi sức khỏe của ông yếu đi, thời gian của ông cạn dần. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, điều lạ là bà Tiến chỉ bị kỷ luật, nhưng cấp phó của bà Tiến trước đây là ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thì đã phải vào trại giam. Đây là tiếng chuông báo động cho bà cựu Bộ trưởng vì tội của bà không thể nhẹ hơn tội của ông Trương Quốc Cường được. Đây là hình ảnh ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường. Theo dự kiến, vào ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ông Trương Quốc Cường cùng 13 bị cáo ra xét xử do sai phạm liên quan đến vụ thuốc giả tại công ty Việt Nam Pharma. Theo báo chí Nhà nước Cộng sản cho biết, thì kế hoạch xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, 61 tuổi, Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục Phó Quản lý Dược Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo này bị đề nghị khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù. Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Nam Pharma và 11 bị can khác cùng hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày từ 12 đến 17 tháng 5. Chủ tọa thẩm phán Đào Bá Sơn với 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đồng giữ quyền công tố. Trong vụ án này, ông Trương Quốc Cường với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Thường trực, được Chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ông Trương Quốc Cường đứng trước vảnh móng ngựa là một nỗi lo rất lớn cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhiều người đang chờ đợi phiên tòa này có phát sinh tình tiết gì mới để có thể đưa bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ra hầu tòa mới xứng với những tội danh của bà. Những phê duyệt của cấp bộ trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu hết là ý kiến của Bộ trưởng, nhưng chữ ký là của Thứ trưởng. Đấy là cách làm việc rất đặc trưng của Đảng. Cấp trưởng rất ít dùng chữ ký của mình trong các quyết định với động cơ không trong sáng để tránh bị kết tội nếu đổ bể. Thông thường dưới quyết định có chữ ký thay Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng ký tên. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang mang án kỷ luật của Đảng. Đây là một loại án treo, bất kỳ lúc nào cơ quan chức năng cũng có thể ra tay khởi tố. Đối với các quan chức cộng sản thì muốn truy tố thì phải bị xử lý về mặt Đảng trước đã. Vấn đề xử lý về mặt Đảng đã xong, giờ cơ quan chức năng chỉ cần ông Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh là họ ra tay chạm liền. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Chịu cảnh tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay, ông Nguyễn Thành Long. Ông Long cũng đã bị kỷ luật về mặt Đảng, vì thế nếu ông Trọng bật đèn xanh cho Tô Lâm thì ông Long cũng khó lòng mà thoát được. Ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 5 đang được đếm ngược, cả Nguyễn Thành Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều không thể không lo.
họ lo là họ sẽ bị sổ khám như ông Trương Quốc Cường. Những quan chức mà gây ra biết bao sự khốn khổ cho dân thì cần phải trừng trị. Đấy là điều mà ông Nguyễn Phú Trọng cần phải thực hiện để giữ tiếng cho mình. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lệnh bắt Nguyễn Thị Thanh Nhàn có dính đến Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thị Kim Ngân hay không. Nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng với Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai bị bắt đã làm chấn động mạng xã hội. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một doanh nhân được rất nhiều tờ báo ca tụng. Mối quan hệ của doanh nhân này khi được bật mí thì toàn là những nhân vật khủng trong Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Bộ Chính trị của nhiệm kỳ trước. Vậy Nguyễn Thị Thanh Nhàn là ai và bà ta có mối quan hệ gì với những nhân vật lớn trong Bộ Chính trị trước đây? Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 1969, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Bà là con ông Nguyễn Văn Mỹ và bà là Nguyễn Thị Hy, xuất thân từ gia đình cảnh nghèo khó. Bà Nhàn quyết tâm phải làm giàu bằng mọi giá, trong đó bà quyết tâm bỏ tấm bằng sư phạm, học để lấy văn bằng về thương mại. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đến cuối năm 1999, bà Nhàn làm tại một đơn vị nhà nước, trở thành người của ngành giao thông vận tải. Nhàn được đề bạt là cán bộ phụ trách công việc kinh doanh xuất khẩu lao động ở Trung tâm Xây dựng và Thương mại Tanenco, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Vào tháng 9 năm 2002, khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, Thứ trưởng Thường trực của Bộ Tài chính, được điều về làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Không biết bằng cách nào mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen được với bà Bí thư Tỉnh ủy đầy quyền lực Nguyễn Thị Kim Ngân khi đó. Cũng nhờ vậy mà công ty Tanenco lúc đó có chi nhánh tại Hải Dương vươn lên một cách nhanh chóng tại tỉnh này. Thời ấy, Tanenco gần như độc quyền về xuất khẩu lao động trên cả nước. Thị trường lao động phổ thông ở các nước từ Đài Loan, Hàn Quốc, Châu Phi, Trung Đông như các nước Ả Rập Saudi, Libya, Iran, Iraq, Oman, Bahrain, v.v. là rất lớn. Vào tháng 10 năm 2005, Tanenco được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Sau khi rời Hải Dương vào hồi đầu năm 2006, bà Ngân lần lượt làm Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, rồi Phó Chủ tịch Quốc hội vào năm 2011. Khi quân đội đảo chính tại Gaddafi cầm đầu nên chiến sự nổ ra rất nguy hiểm. Sợ liên lụy, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cầu cứu bà Kim Ngân giúp cho IEC của Nhàn và một số công ty xuất khẩu lao động khác thiết lập cầu hàng không để đưa 10.000 lao động Việt Nam từ Libya về nước. Sau vụ việc này, bà Kim Ngân trở nên nổi tiếng và IEC cũng được ăn theo. Qua cầu nối từ bà Kim Ngân, bà Nhàn quen biết với ông Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Bình Quân, Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Nhân Chiến, Phạm Thị Thanh Trà, Nguyễn Xuân Thắng, Trần Bình Minh và Châu Văn Minh cùng nhiều quan chức khác. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Nguyễn Tấn Dũng khi đó. Nguyễn Thị Thanh Nhàn và IEC không chỉ dừng lại ở xuất khẩu lao động. Cô ta cho lập hàng chục công ty con trên toàn quốc, tạo thành IEC Group. Lĩnh vực mà Nhàn công khai, công bố, nhúng tay vào không khác gì một chính phủ thu nhỏ, bao gồm bất động sản, y tế, giáo dục, dạy nghề, đào tạo nhân lực, xử lý ô nhiễm và kiểm soát môi trường, chống biến đổi khí hậu, khoa học công nghệ, giao thông, công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy, đầu tư, tư vấn, tài chính ngân hàng, xuất khẩu lao động. Từ năm 2008, qua nhịp cầu của bà Ngân, dưới sự chống lưng của các ủy viên trung ương giúp bà Nhàn đấu thầu rất nhiều dự án, nên bà Nhàn đã có biệt danh là Nhàn đấu thầu và trở thành siêu lừa của hạng. IEC thành lập công ty cổ phần bất động sản IEC để ôm hai dự án lớn hàng chục hecta ở thành phố Hà Nội và sau đó bỏ hoang từ đó đến nay, gây kiện tụng và phẫn nộ trong dân chúng. Vào năm 2010, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nam Sơn cho IEC theo hình thức BOT, tức là xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, với kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán quá tải rác thải sinh hoạt kéo dài rất nhiều năm. Nhưng sau khi ôm đất vàng của thành phố, ôm
đất lúa của người dân để phân lô bán nền hoặc bỏ hoang rồi tháo chạy, không thực hiện dự án. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã gây ra nhiều bức xúc cho chính quyền sở tại và những người dân đang sống ở nơi đây. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Hồ Nguyễn Dũng. Vào năm 2013, IEC ăn được phi vụ khổng lồ là nhập được 150 lò đốt rác cũ thải của Nhật với tổng giá trị là 45.000 đô la, nhưng bán cho các bệnh viện làm lò đốt rác thải y tế tổng thu khoảng 300 tỷ đồng. Nói chung, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rất nhiều mối quan hệ rất phức tạp, và nhờ những mối quan hệ khủng mà bà Nhàn mới có thể lộng hành đến thế. Khi Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt, thì Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Tấn Dũng cũng rất có thể lại bị nhắc tên trong thời gian tới.